một bàn tay mang hai chiếc nhẫn cưới. Bạn thân mến, có một đôi vợ chồng trẻ lấy nhau đã được 10 năm và đã có với nhau được một đứa con gái 4 tuổi. Họ đã sống với nhau rất hòa hợp và rất hạnh phúc. Tình yêu giữa hai vợ chồng và đứa con thơ cứ thế mà ngày ngày càng kháng khít với nhau hơn như keo với sơn. Nhưng rồi một hôm, người chồng đi làm về bị trúng mưa nên bị cảm nặng. Sau một thời gian điều trị tại nhà không thấy thuyên giảm nên người vợ quyết định đưa chồng đến bệnh viện. Sau khi khám bệnh và làm một số xét nghiệm, cuối cùng sau thời gian theo dõi, các bác sĩ cho biết là bệnh nhân bị ung thư màng phổi ác tính ở thời kỳ thứ 3. Một tuần lễ sau đó, người chồng qua đời. Trước khi chết, người chồng đã ra hiệu cho người vợ lại gần và thều thào trăn trối: "Em yêu quý, có lẽ giờ Chúa gọi anh về đã gần kề. Tuy anh đã chuẩn bị mọi sự sẵn sàng rồi để dâng theo thánh ý Chúa, nhưng anh chỉ tiếc có một điều là anh không còn được sống bên cạnh em và đứa con yêu quý được nữa. Trước khi ra đi, anh không có gì để trối lại cho em. Anh chỉ có chiếc nhẫn cưới này là chiếc nhẫn mà em đã trao tặng cho anh trong ngày lãnh bí tích hôn phối cách đây 10 năm. Bây giờ, anh xin trao tặng chiếc nhẫn này lại cho em như là một kỷ vật để mỗi lần em trông thấy nó thì em biết là anh vẫn còn luôn ở kề bên em và vẫn luôn hằng cầu nguyện cùng Chúa cho hai mẹ con em. Chúc hai mẹ con em luôn luôn yêu thương nhau, luôn luôn được hạnh phúc." Nói xong, anh chồng tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay ra, rồi âu yếm xỏ chiếc nhẫn vào tay người vợ, giống như trước đây anh đã làm trong thánh lễ hôn phối. Nói xong, anh đã bị xúc động mạnh nên đã lên cơn hấp hối và đã tắt thở ít phút sau đó. Vợ con anh thì nghẹn ngào nức nở khóc như mưa. Những người đang đứng chung quanh chứng kiến cảnh tượng thật cảm động đó cũng không cầm được nước mắt, bởi đã chứng kiến một cảnh chia tay thật là não nề. Số người tham dự thánh lễ an táng hôm đó thật là đông, bởi ai ai cũng đều bị xúc động khi nghe câu chuyện này. Sau thánh lễ, hầu như tất cả mọi người đều ở lại nhà thờ để cùng với cha sở tiễn đưa linh cữu người quá cố đến nơi an táng ở đất thánh của giáo xứ, là nghĩa trang chung của những người Công giáo tại đây, để cầu nguyện và để cử hành nghi thức tiễn biệt lần cuối. Nhiều ngày nhiều tháng kế tiếp, người ta thấy cô vợ trẻ vẫn cứ tiếp tục ra đất thánh, đầu đội khăn tang, tay cầm một bó nhang và một bó bông huệ, tay kia dắt theo đứa con gái đi ra mộ chồng. Ngày nào cũng vậy, dù trời nắng, dù trời mưa, cô cứ gục đầu vào mộ chồng mà sụt sùi khóc lóc, tiếng ngất từng cơn, trông thật thảm thiết. Nhất là chốc chốc, cô lại nhìn vào hai chiếc nhẫn cưới trên bàn tay của mình, mà nỗi bức xúc lại cứ trào lên đến cao độ. Cô vật vã trong đau đớn như muốn cùng chết đi với chồng. Dù ai khuyên can cỡ nào, cô vẫn không nghe. Dù ai có an ủi cỡ nào, cô vẫn không nguôi. Bạn thân mến, Chúa Giêsu, Thầy Chi Thánh của chúng ta, trước khi từ giá cõi trần, cũng đã làm một cử chỉ, cũng đã để lại một dấu tích như một kỷ niệm, như một sự trăn trối thật thân thương vào chiều thứ năm trong bữa tiệc ly trước khi ra đi chiều chết cách đây hơn 2.000 năm. Trong bữa tiệc chiều hôm ấy, Chúa Giêsu đã quỳ gối xuống, rửa chân cho từng môn đệ. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 13 câu 1 đã ghi lại như sau: "Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết sắp đến giờ người phải lìa bỏ trần gian mà về với Chúa Cha. Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,
và người đã yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu và đi rửa chân cho từng môn đệ. Sau đó lấy khăn thắt lưng mà lao. Trước sự ngỡ ngàng của các tông đồ, chẳng hiểu tí gì về việc thầy đang làm, Chúa Giêsu sau đó đã giải thích: nếu ta là thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy nhớ mà rửa chân cho nhau. Cử chỉ thân thương này đã dạy cho các tông đồ một bài học yêu thương, một bài học căn bản rất quan trọng trong đạo, như là một cử chỉ trăn trối, như là một dấu ấn không bao giờ được phép quên, để mọi người cố gắng mà lo thực hiện sao cho thật nghiêm túc, sao cho thật hoàn chỉnh. Chưa hết, sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu đã trở lại bàn ăn và tiếp tục làm một cử chỉ khác cũng trang trọng như một sự trăn trối, đó là Chúa là phép thánh thể. Phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 26 câu 26 ghi lại như sau: trong bữa ăn tối, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho từng môn đệ và nói: anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén rượu nho, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu của thầy, máu của giao ước mới, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Và phúc âm theo Thánh Luca đoạn 22 câu 19b có ghi thêm câu này: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Qua những sự kiện vừa kể, chúng ta thấy mình Thánh Chúa đã là món quà quý giá nhất, là một kỷ niệm thân thương nhất, là một báu vật Chúa trao tặng cho chúng ta như một kỷ vật trăn trối trước khi từ giã khỏi đời này. Chúa đã tự hiến trọn vẹn, đã trao ban cả thịt máu người làm của ăn, làm thức uống, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, và đến giờ đó mà có thể ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Những cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cùng với lời truyền anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy, như là một lời trăn trối tha thiết nhất, như là một mệnh lệnh khẩn cấp nhất để hội thánh truyền lại cho chúng ta, những môn đệ của Chúa, để chúng ta luôn biết sống gắn bó với nhau mật thiết hơn, luôn biết đoàn kết yêu thương nhau một cách chân tình hơn, luôn biết phục vụ lẫn nhau một cách cụ thể hơn, như Chúa đã làm gương cho ta bằng một cái chết thật nhục nhã đau thương trên thánh giá. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn biết thực hiện bài học Chúa muốn dạy con qua phép thánh thể và qua thánh giá của Chúa. Amen. Trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dặn dìu dẫn Chúa trong tình mồi tiêu thâm nồng. Tình nào yêu con hơn bao mối
đường trần gian. Tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết. Thánh giá nhuộm máu bằng chứng cho tình yêu. Đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần gian. Một tình yêu lạ lùng, tình yêu lạ lùng như thế đó. Rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã nhìn đến con dần dịu dần chưa trong tình ngồi tiêu thăm đầu. Tình nào yêu con đáng khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất. Chúa muốn dùng con làm chứng nhân tình yêu. Chúa muốn đời con là khúc nhạc tình yêu.
lên ngàn mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thanh khiết kinh tiên, cùng mơ ước men yêu cậy xin Chúa ghé mắt chúc phúc và nhận lấy tâm tư con dâng từ cuộc sống chan hòa hương xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Xin dâng lên ngàn mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để chân gian thêm xinh tươi hơn, và thời gian mãi là mùa xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Lên ngàn mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để chân gian thêm xinh tươi hơn, và thời gian mãi là mùa xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Xin dâng lên Ngài mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc xuân thắm tươi. Xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Xin dâng lên ngàn mùa xuân thắm tươi.